Chào mừng tất cả quý chị và các bạn đã trở lại với kênh Tội Yến Asianes.vn. Và hôm nay, Thanh sẽ bật mí 5 bí mật mà người bán Tổ Yến hiếm khi nào nói thật với mọi người. Top 5. Nguồn gốc xuất xứ của Tổ Yến. Có một sự thật rằng là các anh chị chúng ta khi đi mua Tổ Yến thì phần lớn người bán đều tự xưng rằng mình là bán Yến từ cái nguồn gốc là Yến Xào Khánh Hòa, Nha Trang hay mình là đại lý vân vân. Miễn là các anh chị cần là có và bao nhiêu cũng có. Đây là một cái vùng biển đảo mà nổi tiếng bởi vì cái đặc sản là Tổ Yến đảo thiên nhiên và được biết đến rộng rãi nhất, phổ biến nhất ở Việt Nam chúng ta. Cho nên các cái sản phẩm đến từ Khánh Hòa, Nha Trang chính gốc thường sẽ có cái giá cao hơn cái mức trung bình của Tổ Yến nói chung. Vì vậy, nhiều người bán cũng như là thương mại muốn bán được giá cao trên cái sản phẩm của mình thường hay nói dối về cái nguồn gốc của cái sản phẩm. Đây được xem là một cái phương pháp mà người bán hay sử dụng mượn cái địa danh để bán được cái sản phẩm giá cao hơn cái giá trị thực tế. Và các anh chị chúng ta khi mua hoàn toàn có quyền yêu cầu người bán chứng minh cái nguồn gốc của sản phẩm. Top 4. Yến đảo tốt hơn yến nhà. Đây là một trong những điều Thanh tin rằng nhiều anh chị đã được nghe và đã được tư vấn trong cái lúc mà chúng ta mua Tổ Yến. Và chúng ta ai cũng vậy thôi, sẵn sàng trả một cái mức giá cao hơn cho một cái sản phẩm tốt hơn. Người bán thường sẽ tư vấn cho các anh chị rằng yến đảo được hấp thụ những cái tinh hoa từ trời đất, những cái khoáng chất từ trong đá, trong thiên nhiên, vân vân, cho nên cái hàm lượng dinh dưỡng của nó sẽ cao hơn yến được khai thác ở trong nhà. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Và Thanh đã có một cái video chi tiết chứng minh rằng giữa Tổ Yến đảo và Tổ Yến được khai thác trong nhà thì cái thành phần cũng như là hàm lượng dinh dưỡng là hoàn toàn tương đương nhau. Chúng chỉ khác nhau ở nơi được khai thác mà thôi. Các anh chị hoàn toàn có thể tự mình kiểm chứng bằng cách sử dụng một Tổ Yến đảo và một Tổ Yến được khai thác trong nhà. Chúng ta đem ra những cái viện phân tích để xem được cái thành phần dinh dưỡng ở bên trong và so sánh. Nên việc lựa chọn sử dụng Tổ Yến có nguồn gốc ở đâu sẽ phụ thuộc vào sở thích của từng quý anh chị và cô chú ở đây. Top 3. Độ nguyên chất của Tổ Yến. Thanh tin rằng khi các anh chị đi mua Tổ Yến ở bất kỳ đâu thì ở cái nơi bán người ta cũng khẳng định rằng mình bán yến nguyên chất, không pha độn tạp chất gì hết. Và rất khó để cho các anh chị đi mua lần đầu tiên mà chúng ta có được cái kinh nghiệm để mà kiểm chứng được. Việc pha độn Tổ Yến ngày nay rất tinh vi thông qua việc lựa chọn các cái loại thực phẩm có cái màu sắc tương tự, ví dụ như là nấm tuyết, đường cát trắng hay là nước đường, thậm chí là lòng trắng trứng vân vân, nên rất dễ để các anh chị chúng ta bị mua lầm. Và ở đây sẽ có một cái mẹo mà Thanh sẽ tặng cho tất cả mọi người khi chúng ta đi mua Tổ Yến. Bằng cách quan sát cái màu của cái Tổ Yến, nếu như cái tổ chúng ta mua có cái màu trắng ngà sẽ là cái màu tự nhiên của Tổ Yến. Đối với những cái màu trắng tinh hoặc trắng sáng là những cái màu không tự nhiên, chúng ta không nên mua. Đối với những tổ đã được làm sạch rồi thì tổ có sợi yến càng to, càng dài, càng dày nhiều càng tốt. Và những cái tổ có quá nhiều vụn thì sẽ không tốt bằng. Ngoài ra, một số cái trường hợp mà phổ biến nhất là các anh chị mua một cái Tổ Yến một cái thời gian nó bị đổi màu, nó bị ngã vàng, hoặc là chúng ta khi ngâm hoặc là nấu cái yến nó không nở hoặc nở quá ít thì chứng tỏ là cái Tổ Yến đó là những cái Tổ Yến không nguyên chất. Và khi mua, chúng ta có quyền yêu cầu người bán phải bảo hành những cái vấn đề trên cho chúng ta. Top 2. Tổ Yến ai dùng cũng được và dùng lúc nào cũng được. Phần lớn các nơi bán hay tư vấn cho các anh chị cái điều rất là sai lầm ở trên, nhằm mục đích cường điệu hóa công dụng của Tổ Yến để bán được hàng hoặc là bán được giá. Đây là một cái quan niệm hết sức là tai hại, bởi vì Tổ Yến được nhà nước Việt Nam chúng ta công nhận là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Tổ Yến là thực phẩm, không phải thực phẩm chức năng, không phải thuốc và đặc biệt là không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh bất kỳ một loại bệnh nào hết. Các anh chị chúng ta phải lưu ý cái điều này. Việc sử dụng Tổ Yến nhằm mục đích bồi bổ thêm dinh dưỡng cho cơ thể bên cạnh cái việc chúng ta ăn uống hàng ngày. Do có nhiều lúc chúng ta làm việc và học tập quá sức, khối lượng và thời gian làm việc nhiều hơn bình thường, nên lúc này cái việc sử dụng Tổ Yến sẽ mang lại hiệu quả thấy rõ, và đặc biệt là đối với những cái cô chú lớn tuổi ăn uống ít và những cái người mới ốm dậy sau phẫu thuật vân vân. Thời điểm mà chúng ta sử dụng Tổ Yến hiệu quả nhất đó chính là những cái lúc mà bụng trống, buổi sáng mới ngủ dậy hoặc là tối trước khi đi ngủ, không nên dùng ngay sau các bữa ăn chính. Đối với trẻ em dưới 1 tuổi hay là những người lớn đang tại cái thời điểm mà đang có sốt cao thì chúng ta cũng không nên dùng Tổ Yến.
Và Thanh đã có phân tích chi tiết về cái vấn đề này ở cái video trước, mọi người có thể bấm xem lại ở góc bên phải màn hình. Top 1, yến huyết là tốt nhất và dinh dưỡng cao gấp 2 đến 3 lần yến thường. Điều này không đúng và hoàn toàn sai lầm. Tổ yến huyết thường sẽ có màu đỏ và đây là một cái màu khác thường và người bán hay lợi dụng cái yếu tố này để quảng cáo và thổi phồng. Đảm bảo phần lớn các anh chị chúng ta ít nhiều cũng được nghe qua hoặc là tự bản thân mình đôi lúc cũng hiểu lầm rằng yến huyết là cái tổ yến được làm sau khi chim yến đã cạn kiệt sức lực rồi, sẽ dùng máu của mình để dệt tổ. Và cái tổ yến huyết được làm từ huyết yến sẽ bổ hơn tổ thường nhiều lần. Nghe qua có vẻ hợp lý nhưng đây hoàn toàn là điều bịa đặt để đánh lừa người tiêu dùng nhằm bán được giá cao. Thanh lý ví dụ tổ yến thông thường sẽ có giá từ 2 đến 3 triệu nhưng với tổ yến huyết người bán có thể chào bán với giá 10 thậm chí là 20 triệu bởi vì họ tin rằng và họ quảng cáo rằng yến huyết hiếm hơn và bổ hơn nhiều. Thứ nhất, đối với màu sắc của tổ yến, nếu như tổ thực sự được làm từ huyết hay là máu thì sau khi khô lại sẽ phải chuyển sang màu đen chứ không thể nào giữ được cái màu đỏ tươi như ban đầu. Thứ hai, về cái thành phần dinh dưỡng cao gấp 2, 3 hay là thậm chí nhiều lần tổ bình thường, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình kiểm chứng hoặc yêu cầu người bán kiểm chứng bằng cách đưa vào những cái viện phân tích thành phần dinh dưỡng ở bên trong hai loại tổ thường và tổ huyết để so sánh và cùng nhau có một cái nhìn chính xác nhất. Và Thanh đảm bảo rằng không nơi nào có thể chứng minh được rằng tổ yến huyết có giá trị dinh dưỡng cao gấp nhiều lần so với cái tổ yến thông thường. Và bản thân Thanh cũng đã có chia sẻ một cái video chuyên sâu chi tiết về cái vấn đề này, các chị chúng ta có thể xem lại. Tốt nhất chúng ta chỉ nên sử dụng tổ yến có màu trắng ngà tự nhiên và hạn chế sử dụng tổ yến có những cái màu khác thường để tránh tiền mất tật mang. Và vừa rồi là 5 điều mà các anh chị khi đi mua tổ yến sẽ thường được nghe nhiều nhất và phổ biến nhất. Người bán sẽ quan tâm đến việc bán được nhiều hàng và bán được giá cao. Chúng ta khi đi mua bất kỳ sản phẩm nào trong cuộc sống đều như nhau cả. Nếu như chúng ta không rành về cái sản phẩm mà chúng ta đang mua thì sẽ rất dễ bị mua lầm. Và mong rằng với những chia sẻ vừa rồi của Thanh sẽ giúp cho các anh chị chúng ta hiểu rõ hơn về tổ yến nói chung và giúp cho mọi người mua được cái sản phẩm tổ yến phù hợp nhất với một cái giá thành tốt nhất. Ngoài ra, quý anh chị và cô chú chúng ta còn có những băn khoăn hay thắc mắc gì, hãy để lại dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với Thanh qua số điện thoại trên màn hình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chia sẻ lần sau.